Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì nghỉ nghỉ bún kỳ bạn ơi, đổi đổi gió một bữa rồi. Nay đi chơi các bạn. Lễ 2 tháng 9 nè. Thì không có đi xa các bạn, do là tình hình nó là cây cối tùm lum tùm la hết trơn. Chuyến này mình hết đi xa được rồi nè, đi nghiệp chỗ ngang chỗ này các bạn thấy quen thuộc không? Đó, bạn thấy là cái con đường này nếu mà bạn nào mà có để ý là biết liền ha, bật mí bạn, đây là cái đường bờ hồ bạn, mình cũng có làm YouTube bạn xem rồi đó. Tới đây tới cống xả nè bạn, đó cống này đang xả nước về. Ủa sao cũng tốc độ. Bữa hổm là cứu cứu chợ Long An là bằng cái cống này nè bạn, xả ra chảy ngang Tây Ninh Cống đấy về biển báo về sông Vàm tốc Cỏ độ đó bạn. là 80 km/h. Hôm bữa là sông Vàm Cỏ đang lấy nước về cứu ngập mặn bên Long An xuống Cần Giờ Cần Giuộc chỉ dưới đó bạn, là cái bờ hồ này nè xả hết trơn nước à. Bữa nay là mưa bắt đầu tích nước lại bạn, Tốc độ giới hạn để mình tìm cái chỗ mình chạy 80 km/h. lên, mình quay trên cái mặt hồ cái bữa nay nước nhiều hết ha. Trời thì đang âm u chuẩn bị mưa đó bạn. Mục đích của mình hôm nay là mình đi vô xíu chút các bạn ơi, xíu chút của Bình Sắp Dương, đến lúc biển báo, mình cũng có làm tốc độ cái lên 40 km/h. mình có làm clip bạn xem hết lần rồi đó, hôm nay lâu lắm mà mình vô là bữa nay vô coi coi cái nước cái trong xíu chút nghe nói còn nhiều đổ thác đổ đẹp lắm mà ha. Thì quay sơ cho bạn xem cái đường Tốc độ giới hạn quen thuộc 80 km/h. à, bờ hồ quen thuộc các bạn, hồ Dầu Tiếng ha, có những cái khúc cua độc đáo luôn nè, là mình lấy cua cho bạn xem nè. Cua này giống như mình đi đèo ha bạn, đã không đó. Thì để mình tìm cái chỗ nào coi, mình lên trên bờ hồ quay lại cho bạn xem ha. Rồi tắng nó lủi lên trên cái đường bờ hồ luôn đó bạn. Đó, cái chỗ này là cái chỗ người ta lấy cát này, mỏ cát nằm đây. Cái lần mình cũng lên đây mình đậu xe luôn á, chạy luôn hả? Chạy hồi mình xuống được kia hả? Dạ. Bữa nay là hồ lên nước các bạn, không ngừng lại nó quay trọn hồ lên, bữa nay nước ngập cả nào vậy. Tranh thủ bạn ơi, trời đang mưa nè, bên đây mưa qua, bên đây mưa lại, mình chỉ còn đứng ngay chính giữa là không có mưa các bạn. Thì hồ Dầu Tiếng quen thuộc đó bạn. Đó, bữa nay trời mù quá trơn à, trâu bò luôn, bữa nay cũng vẫn còn ăn mà kia kìa. Ôi trâu vẫn lội nước các bạn nè, trâu bò thường thường nó ở dưới đây nè, người ta nuôi các bạn. Chỗ đây là cái chỗ mà cái bãi cát á, cát nó lấy khai thác từ trong một lòng hồ đem về đây, xong người ta cung cấp đi hết thành phố Tây Ninh mình luôn, hết tỉnh Tây Ninh luôn bạn, dùng cái cát hồ Dầu Tiếng này không nè. Ở dòng hồ này thì là lòng hồ có chỗ cho khai thác nha bạn, bởi vì ngoài kia là rất là nhiều cái núi đồi mà ngày xưa đó, sau này người ta làm cái hồ là nó nằm ở trong hồ bạn, có nơi là vẫn còn cái khai thác được nha bạn. Đó đó là cái hệ sinh thái của một cái hồ thôi đó, cái nào người ta nhắm khai thác được khai thác, còn cái nào không không bạn. Thì xíu nữa mình sẽ lên đường xíu chút, mà chút xíu nữa là xíu chút trời mưa không biết sao đây, mình đi lên thì có gì quay lại cho bạn xem ha. Giờ chạy trên đường đê luôn. Đây các bạn, sắp thế cái đường quẹo vô xíu chút rồi. Thì cũng giới thiệu với các bạn là cái xíu chút là thuộc về huyện Dầu Tiếng mà, của Bình Dương chứ không phải của Tây Ninh ha, giáp danh với Tây Ninh thôi. Đó, đây là huyện Dầu Tiếng hả? Thì mình qua tới huyện Dầu Tiếng ngay cái cổng chào này thì có con đường quẹo trái các bạn, hướng Tây Ninh đi qua các bạn, còn hướng Bình Dương đi xuống thì quẹo phải, qua cái huyện Dầu Tiếng là quẹo Sắp phải đến xuống. biển báo, tốc độ giới hạn 50 km/h. Vậy thì bây giờ là mình có con đường nhỏ đi vô xíu chút rồi. Thì trong cái đường xíu chút này là cũng nổi tiếng lắm bạn, cách đây khoảng 7-6-7 năm trước mình có làm clip đi vô xíu chút này rồi nè, lâu quá các bạn chắc lẽ là quên rồi. Thì hôm nay là mình cũng cũng lâu các bạn, mình cũng có vô mấy lần sau nhưng mà cũng lâu, cũng 1-2 năm nay mình cũng vô. Bây giờ để mình vô thử coi trong xíu chút có gì hay ho ha. Đó thì và hôm nay là ngày lễ mình nghĩ cũng đông lắm mà. Đó, đặc biệt xíu chút thì các bạn biết rồi đó, xíu chút mà, xíu chút là đặc biệt là cây chút. Đó, thì trọng là nói gì chút chút cái loại chút nhỏ xíu xíu các bạn, chút giống như chút gọi là chút quân tử á, mà người ta có bán ngoài thị trường đó. Tức là cái dòng chút mà cái lá rất là đẹp đó các bạn, để xíu nó chỉnh review cho các bạn xem. Đa số là chút nên gọi là xíu chút các bạn. Đây các bạn, xíu chút hồ than thở, bữa nay sẽ có cái bản hồ than thở nữa đây. À ta. Không hiểu luôn á. Không
hiểu sao bữa nay có vụ hồ than thở đó. Mấy bữa là chỉ có xíu chút thôi bạn ơi, bữa nay lại có hồ than thở nữa. Bữa sao mày chạy cái đường đúng không, sao tao thấy lạ gì đâu. Đúng rồi, nhớ đi ngang còn cái nhà nghỉ nữa mà đâu. Thường thường mình đi mình đưa nhìn mấy nhà nghỉ các bạn, do là mình đi mình ở lại các bạn chứ không phải gì ha, bạn đừng nghĩ vậy ha. Đó, thường là mình đi mình đưa ở lại đi chơi một đoạn là mình tìm đa số là mình phải nhìn coi nhà nghỉ ở đâu, có khi là mình đi là mình ham chơi là ở lại luôn các bạn, mình đi là ghê lắm. Thành ra chỗ nào có nhà nghỉ là mình phải nhìn trước chứ không coi là hồi là không có biết chỗ nghỉ là ở lại chứ khỉ luôn nha bạn, không phải giỡn đâu. Trời đông chết rồi kìa, biết có chỗ mà đậu xe không. Ôi cha, rồi vậy là có thể là không có chỗ đậu xe luôn các bạn, quá trời luôn rồi ha. Thành ra là đi chơi mà đi đúng mấy cái ngày lễ lộc là nó rất là phiền, mặc dù nó vui các bạn nhưng mà nó rất là cực luôn á ha. Mình đi chơi giúp kinh nghiệm là ví dụ mình đi là nếu mà mình muốn đi cho nó thông thả ngon lành thì đi đừng tránh ngày lễ các bạn. Đó, còn nếu mà muốn ham vui á, thì mình đi ngày lễ. Đó, vậy thôi à. Bây giờ mình để mình tìm cái chỗ đậu xe đi, về có gì mình quay lại cho bạn xem sao ha. Đó, bạn. Nãy giờ mình đi từ dưới múc chứ á, xe quá trời nhiều luôn, mình lên tới trên đây luôn nè bạn, lên cuối luôn. Thì ba thầy trò mình á là nghiên cứu là mình lên cái chỗ cao nhất. Ha. Hả bạn, mày lên phải lên cái chỗ cái đoạn cao nhất thì từ đây xuống dưới xa lắm, nãy giờ lo tránh xe các bạn. Xe quá trời đông luôn rồi. Lách luồn xong lên tới cái chỗ xa nhất trên cái đầu thác luôn rồi. Rồi không biết dưới sao, không biết cái đường nào mà lũi xuống nữa. Đây. Rồi các bạn, giới thiệu các bạn là cây trúc. Nói gì trúc nè. Trúc này giống như trúc quân tử các bạn. Nè, lá nó đẹp luôn ha. Đó. Vậy thì toàn bộ cái khu vực này đó là trúc không các bạn. Lên trên kể cả trên đồi này ha. Là trúc. Từ đây vòng qua đây. Cái đường này là bọc qua núi cậu các bạn. Ha. Đó, thành ra là bọc qua cái chùa núi cậu đó là đa số là cái trúc này. Thì người dân địa phương ở đây người ta lấy cái mầm cái trúc này bạn, cái măng đó nằm trong gốc này nè, mùa mưa này có măng nè, người ta bán quanh năm đúng bạn. Đây xuống cho bạn xem cái măng luôn, măng trúc ăn rất ngon ha. Đây nè các bạn thấy không, đó này là măng trúc nữa bạn. Đây đó, cái măng này ăn rất là ngon luôn bạn, nhưng mà người ta lụm, người ta lấy là cho lấy lớn lớn vậy nè. Đó thì giờ ta làm trắng ra nè, quá nhiều luôn bạn thấy không, đang lên nè, mầm măng trúc quá trời quá đất luôn này, mặc sức mà ăn ha. Đó người ta đi bẻ nè, người ta đi hái măng nè bạn, nè hái nè. Đó là măng trúc nè, rất là ngon các bạn, mà ở đây là rừng luôn, thành ra anh ta gọi là chú trúc đó. Không ngờ là đông khủng khiếp các bạn, mình lên tới đây là vắng mấy xe mà lưa thưa vậy, mà người ta ở dưới không hiểu đi đường nào lên. Để mình xuống cho bạn xem nè, hồi nãy mình lại chỗ cái đoạn kia chui dưới á, người ta đặt ngạc không có chỗ ngồi mà. Rồi bây giờ mình kiếm đường lưỡi xuống nữa. Thì các bạn biết á, cái suối này á là cái đường đi xuống á, từ dưới kia lên đây á là mỗi chỗ muốn đi xuống đi thôi chứ không có cái đường chính nào chứ các bạn. Mà nay lấy lưỡi nè, nhìn giống như đi vô rừng vậy đó. Trời ơi, độc lạ luôn ha, đúng là độc lạ Bình Dương nha các bạn, chỉ có Bình Dương mới có thôi. Đó nè, phải xuống dưới nè, người ta khủng khiếp chứ luôn. Trời đất ơi, sao bạn cảm giác cho bạn giống như đi vô đi gọi là gì, đi vượt biên hả, đi sang biên giới. Đúng rồi, trời đất ơi, trời kìa đang đốt lửa nè, khủng khiếp bạn ơi, quá trời quá đất ơi, không có tưởng tượng nữa bạn ơi. Giờ biết sao đó. Giống như là đi tị nạn qua bên Iraq các bạn đó bạn. Quá trời quá đất. Thôi rồi các bạn. Khủng luôn rồi. Đây mới tới cái suối ngách rồi. Đó kìa. Quá trời quá đất rồi. Thôi.
giống y như là kêu bằng đi tị nạn đó bạn, vượt biên sang biên giới. Rồi để nghiên cứu cái chỗ ngồi ra, vui các bạn, cực, nó hơi cực xíu nhưng mà vui các bạn. Đó, mình chui ra tới ngoài đó bạn, thì vừa bước ra là thấy cái cây liền nè, cái cây mà mấy bữa mình nói với bạn là nó có gai nè, cái xíu chút rất là đẹp là nó nè bạn, đó, gai nè, mình thấy xíu chút rất là nhiều cây này luôn, để mình đi ra mình rảo rồng vậy cho bạn xem, đã lắm các bạn. Thì mấy năm nay mình lên rồi nó thay đổi quá trời bạn ơi, nói chung là ngày xưa thì vắng lắm, còn bây giờ quá trời đông à, đã không, đó. Nước chảy lúc cách rồi đó bạn, hả, để quay cho bạn xem nước ha, đó, độc đáo không, ha, thì nói chung là quan sơ các bạn, nhưng mà lại là có người đông như thế này thì các bạn thấy là hình như là hiếm, ha, thường thường các bạn đi vô mấy khu du lịch thôi, chứ còn nếu mà nói mà đi những cái chỗ quan sơ thế này thì thực sự hiếm các bạn, ha. Đó, bạn thấy đã không? Đó thì lý do mà xíu chút các bạn. Đây, chút. Chút. Quá trời chút luôn. Nha. Nè, cho các bạn xem nè. Này kêu bằng mai trắng nè, anh em trên mạng bán á bạn. Kêu bằng mai trắng đó. Thực ra cái cây này ở đây gọi là cây ngành ngạnh các bạn. Đó, nó có hoa màu trắng trắng. Rồi người ta mới gọi là mai trắng thì không phải mà. Giờ mình kiếm cái chỗ mình ngồi đi ha Tăng. Chỗ bữa em ngồi ngay chỗ cái gần sông là dạ. Giờ mình ngồi mình lên đây cô đơn ngay. Mình chơi riêng lẻ đây tại mình đánh kiểu khác mà. Mình đánh du kích. Hả? Ok. Mình mình đánh du kích các bạn. Tức là ai đánh đông đông đánh đánh du kích đánh lẻ thôi chơi độc đáo vậy đó, Tấn đem theo gì quá trời luôn rồi bạn, vậy là lên đây là hết sợ đói phải không ạ, chỉ có sợ mưa thôi đó, trời hại ta thôi chứ chứ không ai hại ta chứ, quá đã luôn rồi. Thì mình nhắc lại thêm một lần nữa đó là đây là khu vực Hầu Tiến các bạn, khu vực Dầu Tiến chứ không phải Dầu Tiến Bình Dương chứ không phải của Tây Ninh bạn, giáp danh thôi ha. Thì nếu mà bạn nào từ Sài Gòn lên á thì cứ đi lên Bình Dương xong lên huyện Dầu Tiến các bạn, lên thị trấn Dầu Tiến thì sẽ đi vô xíu chút thôi, còn nếu mà mình search Google thì ok bạn có. Thôi mình ngồi ngoài trống này nè, vô mát chi, trời mưa mà ui mà nè, ngồi giữa lòng trống nè cho nó mát. Rồi, nguyên một bãi đá các bạn, rất là đẹp luôn. Xíu nữa mình quay đá cho bạn xem. Quay lại cái bãi đá mà nước chảy mòn đó bạn, cho bạn xem. Chỗ này lúc trước mình cũng có làm clip cho bạn xem rồi nè. Nếu các bạn coi cái video của mình thường là biết luôn á, đẹp lắm đẹp luôn các bạn nè. Lúc đó mình lên đây là nó mùa nó hơi khô một xíu, cây cối nó bị cằn cỗi lắm bạn. Đó, bạn thấy thì đá nè, nước chảy đá mòn rất là đẹp luôn ha. Đó, mùa này thì nước nó còn ít nè, nếu mà mùa nước nhiều thì cái chỗ đây nước chảy luôn bạn, nước chảy lúc cách chảy từ nước chảy xuống đó. Có những cục đá rất là đẹp ha, gọi là có những cái bụi trúc nè rất là hay luôn ha. Đó, các bạn thấy trúc không, giống trúc quân tử không ha. Lá rất là đẹp luôn nha các bạn, mùa này là chưa đẹp lắm á, mưa dài dạ xíu nữa. Quá đã không? Đó. Giống giống trái đào luôn á chứ. Trái đào gì? Đào cẩm thạch á. Đây các bạn. Cây này hôm bữa hổm mình nói trên xíu chút á mà cây có gai đó. Thực ra cái cây bữa hổm mình quay dưới mấy cái dúi đó các bạn là nó khác cái này các bạn. Mình nhớ trên đây có cây đẹp lắm. Mà mình tưởng cây đó là ảnh nhưng mà thực ra không phải các bạn. Cây này còn đẹp hơn nữa nè, có nó có trái luôn nè. Đó, vậy thì bữa nay mới lòi ra cái cây này là khác cái kia các bạn, nó không giống. Mình không biết cây này cái gì nữa, lúc trước mình có đăng cái clip này á là cũng có bạn nói là cây gì nè mà mình quên rồi, lâu quá clip đó cũng lâu lắm rồi. Nè mình đăng cây nữa kìa,
Hồ cục đắng á, đá tấn nó ngồi đẹp rồi các bạn. Đã không? Có mấy cái chỗ lồi lõm kìa. Hồi ôi. Thôi nè. Cực kỳ luôn nha. Để cái chậu lên. Ồ, oh, cái này. Cho bám đá lên. Thôi nè. Cục này muốn nó riêng gì mà để chỗ nhà của mình thì thôi chứ. Ôi cha. Quá dữ luôn bạn. Ồ, cái này cho bám mấy cái mình đục mấy cái lỗ đó khoét ra luôn cho cây nó bám vô nữa là một cục này thôi. Là đủ chơi các bạn. Cục này hay nè. Quá đẹp luôn. Ok. Ôi nè, cái cây này nè các bạn, trái kìa. Nói gì trái là mênh mông luôn các bạn. Ô, ô quá đẹp, quá đẹp. Tắng ơi, mày đứng vô đây tao làm hình nền cho tắng. Ôi trời, quá trời luôn rồi. Bonsai của núi rừng. Quá trời luôn. Ô, tùm lum tùm la. Ôi ôi trái. Nhánh lá gì đều đẹp hết các bạn. Lá đó thì lá nhỏ ha, tròn, dày. Đó, trái thì cũng nhỏ, đó, tròn đẹp. Rồi là cành nhánh thì nó là gọi là giống như san hô. Ê, bậy bậy bậy, có ăn được không nha? Dạ, dạ. Wow, đã luôn bạn ơi. Coi trái kìa hả? Cái này trái dữ ha. Ồ, rồi tàu. Đẹp, cây này phải nghiên cứu, bứng cây nhỏ vừa là một cây mới được. Các bạn biết cái cây này cây gì á, có độc hay không á, thì các bạn có thể để tin nhắn lại cho mình ha. Mình rất cần thiết thông tin về cái cây này các bạn. Đó, nếu mà các bạn biết cái cây này là yêu cầu đừng có độc thôi. Là ok, mình sẽ bứng về mình làm bonsai, chia sẻ cho bạn rất là hay luôn. Trái, quá trời đã luôn. Đây nè các bạn. À, thấy cái cành nhánh của nó rất là lạ luôn nha. Rất là hay luôn ạ. À. Lên theo kiểu là một hướng lên vậy nhưng mà có những nhánh điều mà lại nó ngắn ngắn rất hay luôn á. Mình nhá, mình biết ngay chỗ đó luôn á. Một cái cành nó vẫn đẹp tự nhiên á, mình không cần thiết phải uống nắng nó vẫn đẹp luôn á. Nè mà thấy nguyên một cành từ đây lên đây. Thấy không? Mình chỉ cần vô dây mình lắc thôi. Tự nhiên đâu cắt dọn mà y như mình chọn rồi ha. Ok, khi mình lắc cây đổ á, lắc cái đổ xuống vậy là để nguyên cốt vậy thôi, khỏi cần thiết phải tỉ nhánh uống nhánh mà. Chỉ cần uống cái cốt của nó thôi là ok rồi. Thì mình nghĩ cái cây này để mình nghiên cứu, mình có thể mình làm cái cây con các bạn. Ở này mai cái trái này nó già nè, mình có thể mình lên lấy cái trái nó mình về mình ương. Nhưng mà đặc biệt là phải dưới gốc mình không thấy nó lên. Chứ đúng ra cái cây này trái dữ lắm mà, không lẽ cái con gì nó ăn hết sao? Không thấy cây con ta. Thành ra nó phải lên hết đúng không? Đúng rồi. Thành ra mình nói có dịp mình lên đây để mình tìm hiểu lại cái loại cây này. Thôi bây giờ là bỏ qua này đi, bây giờ mình tập trung vô chuyên môn bạn. Trời sắp mưa rồi, coi làm cái gì ăn uống cái đã ha. Rồi ôi cái này đã gì nè, nguyên rừng đá luôn nè. Ô quá đã luôn mà. Đây các bạn, bà xã mình bả đem theo mấy cái mồi này cũng im đó bạn. Này gì vậy em? Dê. Dê hả? Dê. Trời ơi, rừng núi mà cho ăn dê nữa chứ. Chà. Dây xuống đây gặp phụ nữ đâu tùm lum sao? Dây đó tiền nhiều lắm anh. Tiền tống có trời chứ. Tiền dư tùm lum sao ăn dây hẳn? Tiêu tiêu. Chết luôn chứ. Bữa nay có thằng Tắng nó nói nó chê cái món này không ngon các bạn. Ờ bạn biết lý do sao không? Món này mới ngon nè. Lý do sao mà không ngon? Mày nói đi cho khán giả ta biết coi. Ăn chay các bạn. Tắng này nó hỏi mày có mấy mày như mày có đứa con gái một mà. Nó nói là nó có một đứa con gái mà khoảng nó ăn chay để lấy đứt cho con dễ các bạn ơi. Chứ không lẽ lấy đứt cho ai? Món này mới ngon. Nè các bạn, món của nó nè. Đậu hũ muôn năm các bạn. Thì nói vui các bạn thôi, chứ Tắng thì ăn chay theo đạo Cổ Đài các bạn. Tắng là người Tây Ninh mà. Thì đa số dân Tây Ninh là đạo Cổ Đài rất là nhiều các bạn. Thì Tắng là một trong những đứa nó cũng là ba thì theo đạo các bạn. Thì nó lớn lên cũng theo đạo ha. Thành ra đạo Cổ Đài thì ăn chay như ngày đó, thì nói lâm na vậy bạn hiểu ha. Rồi thôi, chuyện đó bỏ qua một bên, bây giờ là mình nghe cái mùi nó thơm thơm rồi đó. Ủa em làm gì mà nhanh vậy, mới có thì là thơm rồi. Đúng rồi, cái dê này ăn sống sống được, mới dê được chứ mà ăn không sống nó không có dê được. Ha ăn. Độc đáo à. Thì như nãy mình nói bạn, khu vực dưới là chỗ của mấy đứa nhỏ nó chơi. Còn mình lớn thành ra mình phải lên đây. Ha ăn. Nó nhỏ. Ok, mình đó thì đánh du kích các bạn chứ không có đánh mà hội đồng. Các bạn ơi, tình hình là mưa sắp mưa lớn tới.
Thì ở dưới quá trời luôn mà. Quýnh nhạc nhìn lung xung quanh dưới ra. Rồi giờ mình ở đây nè, giờ mình chỉ có nhiêu đó. Đó, ba thầy trò tôi là chỉ có nhiêu đó, đánh lẻ. Ở trời mưa thì có tấm này chui. Ai ước dán chịu. Rồi lụm cái gụ đế của mình đâu. Trời mưa đem theo gụ của bạn đây, gụ thuốc. Rượu Ngọc Dương à. Ngọc Dương ăn thịt dê nữa là hết bài rồi. Trời đất ơi chết mẹ. Rồi, bây giờ mời các bạn ăn miếng dê với mình ha. Đây, dê chiên nãy giờ các bạn. Chứ không có nướng, trời mưa không có nướng các bạn. Ha. Vậy thì hôm nay mình có cái dịp mình đi trải nghiệm xíu chút ngay ngày lễ tháng 9 các bạn. Quay clip chia sẻ bạn chơi xem chỗ vui ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Rồi mình xin chào và hẹn cái video tiếp theo.